đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Hà Nội, lâu nay điểm đen về ùn tắc giao thông, thường xuyên rơi vào tình trạng hỗn loạn vì số lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông, độ rộng lòng đường không đủ đáp ứng. Trên trục đường này, ô tô thường xuyên đi hàng 2, hàng 3 khiến xe máy không có chỗ đi, nhiều phương tiện xe máy buộc phải lên vỉa hè, len lỏi đầu ô tô nếu không muốn đứng chân tại chỗ. Nghiêm trọng nhất là phải kể đến nút giao thông Mỗ Lào, Tố Hữu. Hàng ngày vào giờ cao điểm, hàng nghìn người lưu thông bằng xe gắn máy luôn đi ngược chiều lên vỉa hè để sang Trung Văn. Nếu không chọn giải pháp này, họ thường mất khoảng 15 phút để có thể qua được nút giao thông này. Chị Nguyễn Thị Phương, Hà Đông, Hà Nội cho biết, tôi làm ở Cầu Giấy, đây là tuyến đường nhanh nhất mà tôi có thể đi đến cơ quan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng xe cộ tuyến đường này tăng lên đột biến, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là ở nút giao thông Mỗ Lão, Tố Hữu, nơi ở người đi làm, ở Mạn, Mỹ Đình, Cầu Giấy, thường xuyên phải đi qua. Biết là đi ngược chiều, đi lên vỉa hè là vi phạm giao thông, nhưng thật sự đó là giải pháp tối ưu nhất mà tôi và nhiều người khác lựa chọn nếu không muốn đi làm muộn. Còn anh Lê Đình Toàn ở Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, tôi thấy ra đường rất khổ, để qua được nút giao thông Mỗ Lào, Tố Hữu, đi sang phía bên Trung Văn. Nếu là đúng làn đường, tôi thường mất từ 15 đến 20 phút mới có thể sang được đường Trung Văn vì phải đi ngược lên xa, rồi vòng lại để nhường đường cho xe bus BRT. Trong khi đó, phương tiện giao thông ngày càng đông. Thì thoảng cảnh sát giao thông lại ra vỉa hè, hướng mà nhiều người như tôi hay đi ngược chiều. Tuy nhiên, khi thấy cảnh sát giao thông, thì những người đi xe máy như chúng tôi sẽ xuống rất bộ, làm như vậy sẽ đối phó tránh bị xử lý, cực chẳng đã mới làm như vậy chứ ai muốn.